không nên ăn, không nên uống những đồ ăn, thức uống như này, bởi vì ăn là rất nguy hại cho sức khỏe. Bà con vui lòng có đồ những nồi thì ta vui lòng đừng ăn cho sức khỏe nó tốt. Vậy không nên ăn những thức ăn nhanh chế biến sẵn, đồ ăn có nhiều đường, đồ ăn quá mặn, thức ăn đóng hộp đã qua chế biến lâu, bơ và dầu thực vật, thực phẩm biến đổi gen, nội tạng động vật, thực phẩm từ bột mì sản xuất ra làm tinh chế, đồ uống có ga, có cồn. Mong bà con ta chú ý dùng cho nó tốt cho cơ thể của mình, nó mạnh khỏe, vui vẻ, minh mẫn, vui tươi trong cuộc sống. Bà con ơi, những đồ ăn thức uống như thế này bà con vui lòng đừng ăn hay đừng uống. Đó là thức ăn nhanh chế biến sẵn, đồ ăn có nhiều đường, đồ ăn quá mặn, thức ăn đóng hộp đã qua chế biến, bơ và dầu thực vật, thực phẩm biến đổi gen, nội tạng động vật, thực phẩm từ bột mì tinh chế, đồ uống có chứa chất ga, chất cồn. Mong rằng bà con ta vui lòng đừng ăn uống những thứ đó, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, nó làm con người mình minh mẫn, vui tươi trong cuộc sống. Xin cảm ơn bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.